tuần này anh em đã trở lại với Đỉnh Phú Hoàng với Bãi và Nông Cơ Huy Hoàng anh em. Hiện tại thì bên em là nó có hai kênh như vậy, Nông Cơ Huy Hoàng và Hoàng với Bãi nha anh em. Đó. Rồi hôm nay em review xem một cây cương Echo V404 nha anh em. Con này thì công suất của nó là được 44 cc anh em. Đó. Con này thì mình đi khai thác chuyên nghiệp, mình đi khai thác chuyên nghiệp nha anh em nhé. Đó, con này lam sen nó là lam sen zin thơm máy luôn nha anh em. Đó, là sen zin thơm máy. Con này lam của nó thì 45 sử dụng từ 40 anh em. Đó, quay một vòng anh em xem nhé. Đó, con này thì bô viết của nó thì nguyên bản zin nhé, con này thì nó có xả luôn nha anh em. Nhẹ máy cho anh mình nhé. Rồi, con này thì nó hơi bị nứt ở chỗ cái này một chút xíu nha anh em. Bởi vì là kiểu là đôi khi nó chất hàng, kiểu là hàng nó chồng đống lên nhau bắt đầu là nó bị nứt chỗ này. Nhưng bên em đã bắn vít rồi là đã sửa lại con này cho anh em nhé. Rồi, con này thì giá của nó là 4 triệu nha anh em. 4 triệu giá bao ship tận nơi cho anh em rồi nhé. Rồi bây giờ sẽ đến công đoạn kết nổ nha anh em nhé. Rồi bây giờ em sẽ giật nổ cho anh em xem nhé. Đó, em sẽ giật nổ cho anh em xem cái độ kết nổ của nó, tiếng máy nó nha anh em nhé. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi, ủng hộ với Hoàng với Bãi. Xin chào anh em.